bác nhà em ấy. À dạ. Ông mua họ hàng này. Để tí nó quay lại cái này xem. Để xem coi. Thế là anh ở gần ngay đây đúng không? À, anh trong làng này. À. Đó là. Vâng. Cây đẹp quá, nhiều người. Cây này bao nhiêu tiền này bác? Ở nhà nó trả bác nó 3,5 triệu. 3,5 triệu. Đẹp đẹp. Đấy. Thông ý là bây giờ muốn bán là bao nhiêu cho ở chợ ấy? Nếu ở chợ thì chắc thì nó tầm nó hớt cái giá ở nhà thì là bán. À. Nói chung là cứ có lãi là bán thôi. Vượt 3 triệu tí là bán. Cái này là này là nó là xanh quê là quê dị là tròn. Được anh em. Xem nào. Đấy, nhìn này mà ở đường mà nhìn thế này là lại phải gọi lại. sáng rực này. Cấm gì không biết, nhưng để mà cắt truyền để mà làm tạo hình được ra thế này bao nhiêu năm đấy mà giá đang thấy êm đấy. Đấy. Đúng rồi. Quay đứng cái để mà làm thế này mà hết trời đây nhá. Cái này nó ở nhà chưa mà là đây tiền đấy bác, đây ở ngoài nhà chỗ anh nợ ấy, còn nhà trong giờ là bác chuyển ra ngoài ngoài. Vâng. À vẫn còn vườn nữa đúng không? Đấy, cứ hàng này là bán rồi. Sạch thân đấy. Nói cái cốt của nó đẹp. Mềm mẩn luôn. Này mà điền lại có đôi chục rồi, vài chục rồi. Nói như gốc này mà nó gốc xuyên xanh điền. Gốc xuyên chỉ vài chục ngọt lành. Đúng rồi. Có 7-8 chục. Nếu mà cái gốc điền này nó đi là nó dơ 7-8 chục luôn này. Thần kia cắt kia cục kịch. Đấy. Đáng nghiên cứu vì nó hợp lý. Giá hợp lý. Nhiều lúc mình bán cho anh em ở nhà cứ nghĩ là mình bán đắt. Nó mà trả được hơn 3 triệu. Thế nhưng nếu mà có khi đến chợ cũng thấy anh đó trả mình cây này. Nhưng có khi đến chợ mà mua tầm hơn 3 triệu thì chắc còn có lẽ người gốc mình cũng sợ mất. Chợ là sợ người khác người ta mua mất trước nên là phải đấy. Con này mặt chính rắn kiểu ngai ấy. Ba vai kiểu ngai ấy. Đó. Ba vai kiểu ngai rắn ngai kiểu như ngai vàng kìa. Chúng vượt nuôi được. Okay. Cũng đáng suy nghĩ để ra ngó con mẫu đơn phải anh cứ ngắm. Ôi giời lộc vườn hoa trắng à. Hiếu ơi con này bao tiền đấy? Hiếu con này nữa chẳng con đấy 8 triệu. Đỏ à? Đỏ 8 triệu. Đấy. Súng bẩn bẩn này này. Nghe. Đấy. Thưa cho cái này này. Cho cái chậu này xấu quá các trường. Mai chú thị. Dạ vâng ạ. 18 triệu ạ. Đấy, 18. 8 với 18 à. Đấy, lắm 8 thế. 8 đẹp. Đấy. Hôm nay nó đang bị tuổi đi. Để hôm nào ông ấy bán cái cây mai này để xin cái chậu. Em thích cái chậu rồi. À đây, nay mang cái quê cái đi gì? Ừ.
quê này là cua cùng cùng chất lá cái kia phải không? Phải con này Văn Gia, con kia khác. Ừ, nhà Việt Văn Gia à, kia ra sáng hơn đúng không? Kia mặt sau nó nhuyễn nhuyễn tí nhỉ, mà được như mặt trước thì múc được, mà giá nó hợp lý thì về nó cũng chẳng sợ. Chắc loanh quanh ba củ đâu nó bán, nhưng mà quan trọng của mình không đúng miếng. Cái đấy bao nhiêu anh? Cái này á? Vâng. Cái này chốt là 12 triệu. 12, 12 triệu. Đấy, quê đấy. Đấy, thấy chưa? Giật lên trên này cũng ăn đi rồi đuổi. À, hình như đang kia đây đuổi hết. Sao nó làm gì mà đường nó thênh thang? Nhưng bên này là được họp chợ mà. Không, nó vừa điện thôi. À, vậy. Thế biết để đâu cho vừa. À, làm dẹp hết đi. Bảo bảo chợ mà đi dẹp thì bán vào đâu? Lộc vừng hoa trắng. Cây nhỉ, lộc vừng hoa trắng này, xà bá luôn. Ok, tranh thủ phát để, ui, đã 7:30 rồi, đã 7:30. Này có hàng chậu rồi đấy, nó mới được cái bệ như này. Đây đây. Đấy, cái chiếc thôi à. Cái này. Đẹp thế này thì bán vào đâu? Anh Tùng ơi, anh Tùng ơi, và xong rau nước nhá. Ôi, cái vải này nhiều quả thế nhỉ? À, chị Hương à? Hay nhỉ, bé này sao nó lắm quả thế nhỉ? Vải đấy. Cái này bao tiền đi? 2 triệu. Kinh thế nhỉ, là sao quả nó lạ nhỉ? Cây này thường nó phải già nó mới có quả. Cái củ đấy cứ như là này, cứ như treo đấy, cái vả mà cây sung mật đấy. Đây nhìn này, nhà cháu có một cây mà cái sung cái gì, cái vả ấy, vả cái quả sung mật đấy, lòng vả như lòng sung đấy. Bé này mà có quả hay. Tết đấy mà có về nhà không, có lên bố về bố không? Có chứ, tao phải về chứ. Ở dưới đóng cửa. Ôi, hôm 30 bác nó uống rượu ở trong bác Hưng rồi rồi. À, bác về hôm cái này đấy. Hôm trước bố uống rượu, bố với mẹ uống rượu ở trên bác Hưng. Vâng. Thịt lợn dưới mà. Đúng rồi, thịt lợn nó mà ấy chín đấy. Vâng. Em bán cho gì mua ở đâu? Ồ. Hay quá nhỉ. Đây mà được mấy cái rễ đâu không mà được hòn đá thì đẹp quá. Đây này, toàn mầm, chắc mầm quả này. Quả này. Quả này. Đấy, còn quả ấy. Đúng rồi. Đằng kia này không được ngồi đúng không? Này, tao vào tao chạy ra đây để Hương. Thế là cháu cũng ở đấy ra đây. Hôm mấy hôm à, sao? Dạ, bỏ cấm mấy hôm nhưng mà. Hôm qua đi qua thì rộng lắm. Hôm về bác uống rượu là bác chẳng biết mình ngồi ở đâu ngồi à. Ở chỗ nào bác chẳng có thời gian để. Nó ngồi ở chỗ đấy, toàn người nhà mình ấy. À thế à? Bà. Đấy, và cây kia tí chắc lại ra đi sớm, cây đẹp. Vâng. Nay tuyển đi sớm. Vâng, tí em phải đi làm ngay đây nè, tranh thủ tí. Cây này đẹp. Quả này, quả bằng cái... Thịt huyết. Nhưng mà chín thì nó to bằng cái...
gần bằng nắm tay đấy. Lại như treo, như treo vào. Thế là tay này là ở vâng à trên này. Qua cái thằng cái con nó bảo biết ai cơ. Thằng cu nó hay bắn cây, nó có một cái cây ở nó chân đấy, có cây cao ấy, cái rễ nó phi ở đây nhỉ. Khác nhỉ. Cái con quay cao nó bảo nó thằng Mạnh hay quay cây trẻ trẻ, nó người nhà trội phóng nhà cháu. Thế à? Nó không biết đâu. Biết, thằng ấy nó biết, mà biết cháu. À tên là gì? Con nó bảo tên, ốm nó đã vào nhà nó một lần rồi. Nhưng ở đâu làm gì á? Nó chuyên bán, à, nó thỉnh thoảng nó mang đôi ba cây cảnh, nó mang ra chợ Nùa nó bán. À được. Quay đi. Vâng. Xem cái cây này cái. Vâng, cây phê này hai cây mới nhập quả rồi. Đẹp hết. Định làm cái gì mà sao nó đuổi cái chứ nhỉ? Nó chỉ thị thành phố nó làm. Chợ mà đuổi thì bán ở đâu? Kinh ấy. Đấy, sung túc đấy. Ở phía đằng kia là già già hết rồi, bây giờ ra đây. Việt Bản luôn Việt.